Hai nội dung trong dự thảo luật nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhất là vấn đề thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong 6 triệu lượt ý kiến thì có tới hơn 1 triệu ý kiến đóng góp cho nội dung này. Nhiều ý kiến góp ý tập trung vào các vấn đề khi bồi thường cho người dân thì bồi thường theo giá loại đất nào, tại thời điểm nào. Đa số ý kiến góp ý đều thống nhất là bồi thường theo giá đất của loại đất bị thu hồi tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. Ngoài ra, để khắc phục tình trạng trong việc áp dụng tùy tiện các hình thức thu hồi đất, nhiều ý kiến góp ý quy định trong trường hợp thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở thì nhà nước mới bồi thường bằng đất ở. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang khẩn trương bổ sung, chỉnh lý theo ý kiến nhân dân để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5. Đồng thời tăng cường các biện pháp thực hiện để hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ nay đến cuối năm. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả ban hành bảng giá đất năm 2013 của các tỉnh, thành phố.